Chuyện một tâm hồn, Thánh nữ Teresa hài đồng Giê-xu, phần 57, những vụn bánh rơi. Thưa mẹ yêu dấu, con đã nói về công tác thứ nhất, Chúa Giê-xu và mẹ đã dùng bút vẽ nhỏ này để kiện toàn một công việc rồi. Nhưng đó chẳng qua mới chỉ là giáo đầu cho bức họa chính mà mẹ đã bảo con vẽ về sau. Khi vừa nhận việc giúp đỡ chị em nhà tập, con thấy mình bất lực ngay. Con đã vội vẽ gieo mình trong tay Chúa, tựa hồ con nít lúc kinh khiếp gục đầu trên vai cha. Con cầu xin rằng: Lạy Chúa, Chúa biết con hèn mọn yếu đuối, sức đâu mà nuôi dưỡng con cái Chúa được. Chúa muốn dùng con để phân phát lương thực cần dùng cho mỗi người chị em con, thì xin Chúa trao cho con rõ nhiều và cứ nắm tay Chúa, cứ trông nhìn Chúa, con sẽ phân chia của châu báu ấy cho linh hồn đến xin của ăn. Linh hồn nào ăn mà thấy ngon lành, con sẽ biết không phải là ơn con, một là ơn Chúa ban thôi. Trái lại, linh hồn nào ăn không thấy ngon lành lại kêu ca trách móc, lòng con cũng vẫn bình tĩnh, con sẽ giải thích cho linh hồn ấy hiểu, đó là của Chúa ban, phải vui lòng nhận lấy. Con chẳng có tìm gì đâu được của khác mà đổi cho vừa. Vì hiểu rằng sức riêng mình chẳng làm gì nổi, cho nên công việc giúp đỡ chị em con nhận thấy nhẹ nhàng giản dị. Con hằng tận tâm cố gắng điều này là càng ngày càng kết hiệp cùng Chúa cho thân tình chí thiết hơn. Còn bao nhiêu gì khác thì con để mặc Chúa xe định. Quả thật, sự trông cậy của con không luống công. Bao nhiêu lần cần phải có của nuôi chị em, con vẫn thấy có đầy nơi tay con. Mẹ ơi, con phải thú thực rằng, giả như con đã hoạt động cách nào khác, giả như con đã vịn sức riêng của mình, thì chẳng mấy chốc con đã phải trao trả việc mẹ. Đứng xa xem qua, ta tưởng việc coi sóc, giúp đỡ các linh hồn, việc làm cho các linh hồn biết yêu mến Chúa hơn, việc dẫn đàn chỉ nẻo cho mỗi linh hồn tùy tâm tính, tùy trình độ là dễ dàng. Nhưng khi phải che tay vào việc mới rõ không phải là dễ dàng gì. Làm được sự lành nếu không có ơn Chúa giúp cũng khó như làm được mặt trời mọc ban đêm. Trong việc dẫn dắt linh hồn người ta, con nhận thấy rằng phải bỏ hẳn cái sở thích sở đắc của mình, bỏ cả cái quan niệm cá nhân của mình đi nữa. Đừng dẫn dắt người ta đi lên đường riêng của mình hay là đi đường mình chọn. Phải một chỉ giáo người ta đi con đường riêng mà Chúa đã muốn mỗi linh hồn phải đi mà chớ. Nhưng cái đó cũng chưa phải là khó nhất. Với con, điều khó và khổ cực nhất là phải xem xét, sửa lỗi chị em, dù những lỗi rất nhỏ nhẹ, và phải luôn luôn chỉ vẽ bảo ban chị em cho biết đường chiến thắng. Con đang chực nói, rủi cho con, nhưng không, như thế có lẽ là nớt đảm. Con phải nói, may cho các chị em lắm, từ khi con chạy vào lòng Chúa để nương cậy, con như lính thủ thành, đứng tròi, ở trên cao, canh gác quân giặc. Dù một lỗi rất nhỏ mọn, cũng chẳng lọt mắt con. Nhiều khi con phải thấy lạ, mình quan sát được rõ ràng như thế ấy. Con trộm nghĩ, cái việc tiên tri Jonah đã lánh mặt Chúa để khỏi phải nhận công tác đi thông tin thành Ninive sắp bị công phá cũng là có lý lắm. Con thà bị khiển trách nghìn lần, chẳng thà khiển trách một ai. Nhưng dầu sao, việc coi sóc chị em cũng vẫn là nỗi khổ cho con. Bởi vì một khi ai đã theo tính tự nhiên mà làm việc gì không phải, người ấy không thể hiểu được cái chỗ mình không phải ở đâu, chỉ nhất thiết cho rằng tại chị coi sóc không ưa mình. Không ưa thì dưa hóa khú, không ưa thì xét theo mặt trái, chứ việc mình làm thì chỉ vừa ý ngay lành mà thôi. Thưa mẹ, việc đó cũng như trăm nghìn việc khác, con hằng phải bỏ mình đi và hy sinh rất nhiều. Nhân thế con nhận thấy rằng một lá thư con viết, nếu không phải là viết vì vâng lời hay là cưỡng bách nào, lá thư ấy không sinh ích gì hết. Khi con nói cùng chị em nhà tập điều gì, con cũng phải hãm mình lắm. Con tránh hết sức những câu hỏi để thỏa tính tò mò tọc mạch. Nếu con nghe chị em nào đang kể chuyện gì hay hay, kể chưa xong mà đã bỏ sang nói chuyện khác chẳng hay gì, con cũng cầm mình chẳng hỏi lại với quan niệm này. Ai tìm theo ý riêng chẳng thể làm nên được việc gì hết. Thưa mẹ, con cũng hiểu đàn chiên nhỏ của mẹ lấy con làm nghiêm khắc.
Nếu các chiên ấy đọc những dòng chữ này, có lẽ sẽ bình phẩm rằng khó nhọc gì cái việc chạy theo đàn chiên. Bảo cho chiên biết chỗ lông bẩn, hay là nhặt những nắm lông chiên vứt đi ở bụi gai vướng trên vệ đường. Chị em muốn bình phẩm sao cũng mặc trong đáy lòng. Chắc chị em cảm thấy tình yêu dấu thắm thiết của con đối với các chị. Không, nhất định không một nguy hiểm nào có thể làm con sợ hãi mà trốn tránh như kẻ làm thuê. Thấy sói rừng đến liền bỏ đàn chiên mà ù chạy. Con sẵn sàng hy sinh mạng sống vì con chiên, vì con yêu dấu đàn chiên rất thanh bạch. Con chẳng muốn chiên nào biết con yêu dấu mình thể ấy. Với ơn Chúa giúp, không khi nào con lại chủ tâm làm các chiên quyến luyến yêu con. Con hiểu rằng bổn phận con là hướng dẫn những chiên ấy lại với Chúa và mẹ. Mẹ là Chúa ở dưới đất mà các chị em phải kính phục và yêu mến. Con đã nói trong khi người dạy, con đã học được rất nhiều. Trước hết, con nhận thấy các linh hồn phải chiến đấu cũng hầu như nhau. Nhưng xét theo phương diện khác, giữa các linh hồn ấy lại thấy sự khác nhau xa lắm. Sự khác nhau đó bắt buộc người coi sóc không được gò bó linh hồn nào cũng phải đi theo một lối với một số linh hồn. Con thấy mình cần phải biết tự hạ mà tỏ những trận mình phải cầm cự chiến đấu làm sao và mình đã thua thiệt thế nào. Như thế, các linh hồn sẽ tự thú cách dễ dàng những lầm lỗi của mình đã sa ngã, sẽ biết được tự hối và vui mừng vì nhận thấy con đã theo kinh nghiệm mà hiểu thấu tâm sự của mình. Nhưng với một số linh hồn khác, nếu muốn thành công lại phải đối xử nghiêm thẳng, phải nhất ngôn, chớ nên nói lại bao giờ. Với những linh hồn ấy, nhân nhượng chỉ là nhu nhược. Chúa thương con được điều này, hễ đã đánh giặc là không biết sợ, dù phải chết, việc bổn phận của con cũng cứ làm. Con đã nghe nói nhiều lần lời này: nếu chị muốn em sửa mình, chị đừng ép uổng quá làm gì, một cứ dịu dàng êm ả, chẳng vậy chẳng ăn thua đâu. Nhưng con biết chẳng ai xét xử việc mình cho đúng được, chẳng hạn như trẻ bị bệnh kia, phải ông bác sĩ chuyên khoa giải phẫu, mổ xẻ đau đớn, không khỏi kêu khóc ầm ã, kêu rằng chữa gì mà chữa đau hơn bệnh. Nhưng chỉ vài ngày thôi, trẻ thấy bệnh khỏi, rồi chơi được, chạy được, thì lòng mừng rỡ biết mấy. Ấy việc linh hồn cũng thế, chẳng bao lâu ta sẽ hiểu và biết công nhận cay đắng một chút quý hơn đường ngọt. Lắm khi nhận thấy lòng người thay đổi rất chóng, hôm nay mới thế này, ngày mai đã khác hẳn, con cũng nghĩ thần tình thiệt. Lần kia một chị đến nói với con: hôm qua chị xử thẳng phép vô cùng, cho em như thế mới phải. Mới đầu em bực quá, nhưng sau nghĩ lại lời lẽ chị nói, em mới nhận là đúng. Khi ở phòng chị bước ra, em định tâm sẽ tuyệt giao với chị. Em muốn tìm ngay mẹ bề trên để xin phép rầy đi, không đi lại với chị Teresa Hải Đồng Giê-xu nữa. Nhưng sau em hiểu ngay, làm thế là trước ma quỷ cám dỗ. Em lại linh cảm như thể chị có cầu nguyện cho em khi bấy giờ, nên em đã trấn tĩnh được và ánh sáng thấy rạng rỡ soi trong lòng em. Bây giờ em đến cùng chị là cốt để xin chị giúp em biết sửa mình cho thật. Thấy chị tốt thế, con đã hân hạnh theo sở trường riêng dọn mấy món bớt đắng. Vâng, chỉ bớt đắng thôi, vì con thiết nghĩ dầu sao cũng không nên mềm mỏng quá. Một lời nói có thể phá tan cả một công cuộc đã gây dựng bằng bao nhiêu nước mắt. Nếu chẳng may có lần con nói một vài lời dường như nén lại những lời chân thật đã nói hôm trước, con liền thấy có chị bám ngay lấy để cố chữa mình. Gặp trường hợp ấy, con chỉ biết cầu nguyện. Con đưa trí khôn lên cùng Đức Mẹ, bao giờ Chúa Giê-xu cũng thắng lợi. À, cầu nguyện và hy sinh là tất cả thế lực của con, là những chiến khí vô địch. Và nói theo kinh nghiệm, những chiến khí ấy làm cảm lòng người hơn lời lẽ bội phần.